nhé. Đi học đi chơi với các bạn nhé. Mai con gái mẹ lại đi học nhớ chưa? Ừ. Con đi nghỉ. Bây giờ mình có tệm ngủ rồi. Tệm này ngủ sướng rồi con. Bây giờ mình có tệm mà không phải lạnh nữa.
Thank you.
Hôm nay con đi học có vui không? Có, vui lắm đúng không? Nhớ mẹ không? Ngày mai lại đi học tiếp nhé. Ai lấy tem về cho mẹ con mình nhỉ? Ai lấy tem về cho con mẹ con mình không biết nhỉ? Chắc chú rồi nhỉ? Chị Nhi ở đấy lấy quần áo ra đi con. Con hôm nay đi học có mệt không? Mẹ ơi, các bạn cháu vừa nhà con vui lắm. Hôm nay con vui lắm á. Con đi học có vui không? Có. Có thích không? Ai mua tem cho mẹ con mình không biết nhỉ? Chắc là chú giấu. Chắc là chú á? Chắc là chú rồi. Đấy, hôm nay mẹ đưa con đi học không về không? Mẹ đi bán hàng này, tiền này. Con thích không? Con thừa bằng này mẹ mua cà, mua bánh mì cho con ăn thừa bằng này nữa thôi. Con thích lắm á? Thế hôm nay đi học về có vui không? Con có vui không? Có hết. Ai làm cơm cho mình nữa kìa con? Ai làm cơm sao cho mình không biết? Chắc chú phải làm cho rồi nhỉ? Xem nào, xem cơm nữa đâu. Cháu cả cơm cho mình rồi. Thế mẹ con mình đi cùng nhau trồng cà xong về xong ăn cơm nhé. Được chưa? Đi theo mẹ nhé. Bằng tiền. Đi trồng cà đây này. Con ơi, mẹ mua cho con thêm cái này nữa này. Đây. Thích không? Đây này nữa. Tối liệt. Con lấy đi cất đi. Đi cất xong đi theo mẹ trồng cà nhé. Trồng cà cho mẹ nhé. Đây mẹ mua cà phê cà về trồng này.
Hôm nay mẹ đi bán rau dớn này, đưa con đi học. Bây giờ con phải chịu khó đi học nữa chưa? Con chịu khó đi học xong là mẹ đi tìm hàng, tìm ấy về bán mới có tiền để con đi học ấy, nộp tiền cho con học nhớ chưa? Cho con ăn trưa ở lớp nhớ chưa? Đi thôi. Con không biết đào đâu. Để mẹ tự đào con. Con đào chỗ này thôi nhá. Con ơi, con đây đợi mẹ nhé. Chú lắm á. Chắc là lúc lấy chú mua đệm về cho mình xong làm cơm làm nước, làm cơm với gánh nước cho mình thôi con nhỉ. Hôm qua mình hết nước rồi, chắc chỉ có chú gánh cho thôi. Chú gánh nước về cho mình không? Chú đi về rồi. Thêm vào đây nữa nha con nha. Con ơi. Con làm khách nè. Con ơi. Đi ra đây xong. Cô giáo hát cho bài gì? Con hát cho mẹ nghe một tí nào. Hôm nay hát bài này á? Con hát bài nào nữa? Các bạn hát bài nào nữa? Con hát cho mẹ xem cơ. Hôm nay con đi học hát bài nào cơ? Hôm nay hát bài này á? Mẹ ơi, mang đi nghỉ nấu trên chuối nào.
hát giỏi thế. Mình ăn nước ốc mì đâu mẹ ăn. Không, chú làm cơm cho mình rồi. Hôm nay con đi học với các bạn vui không? À. Có, vui lắm đúng không? Ừ. Mai lại đi học tiếp nhá. Ừ. Dạ, đứng dậy đi con. Để rửa chân. Được rồi, đi vào ăn cơm đi. Lau cái kia đó con. Đi vào ăn cơm. Vâng, con dịch vào bên trong đi. Sướng quá nhỉ. Chú nấu cơm cho mẹ con mình ngồi nhỉ. Ừ, nấu lại thịt nữa. Vâng, chắc thịt chú mua về nhỉ. À, thịt của chú mua về không chú. Con đi vào bên trong đi, để mẹ con sướng cơm. Ôi, đẹp không? Đẹp á. Ừ. Con ngon ngon. Chú nấu ngon lắm á. Con lấy đũa đi, lấy đũa về ăn đi. Ngon quá. Ăn cơm luôn rồi. Để lau ạ. Đây, con dịch vào bên trong. Để lau, chú vừa mua cho mình đấy nha. Ừ, để lau vừa rồi chú mua cho. Mấy con ăn cơm nhá. Mẹ ơi, hôm nay chú em mấy ăn rồi. Hôm nay con đi học con ăn được mấy bát cơm? Ăn một ba. Ăn một ba đó. Con phải ăn nhiều mẹ mới nộp tiền cho con ăn ở lớp nhớ chưa? Vâng, con ăn 5 bát ở lớp á? Ừ. Nhớ hả? Đây, thịt con nè. Mấy hôm nữa nhé. Mấy hôm nữa chú lại về với con ăn cơm nhé. Ăn cơm. Chắc lúc đấy chú về không thấy mẹ con mình ở nhà chú về rồi. Ừ. Con ăn cơm này. Ok nhé. Cơm một chú nấu ngon cái. Cơm một chú nấu ngon lắm. Ngon thì ăn nhiều hả? Ừ. Ăn thịt nữa con. Ơi, đồ chú ngon lắm. Ngon lắm, ngon ăn nhiều ăn. Ăn nhiều để sức khỏe đi em bé đi nó. Ừ, ăn nhiều để có sức khỏe, để đi học. Ừ. Nhớ chưa, đi học về xong giúp đỡ mẹ. Giúp đỡ mẹ. Vâng, con đi học thì mẹ mới đi kiếm tiền được nhớ chưa. Ừ. Con, mẹ đưa con đi học rồi, mẹ về mẹ mới đi tìm hàng về bán. Bán xong mới có tiền cho con mua bánh mì nè, mua sữa này. Để nộp tiền học cho con nhỉ nhé. Để. Con có thích không? Ừ. Con có thích đi học không? Em ăn bao cây. Vâng. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Mẹ ơi. Hôm nay đi học cô giáo cho con ăn rau gì á? Rau cải. Ăn rau cải với cái gì nữa? Thịt bam bam. Thịt bam bam á? Các bạn có ăn không? Ừ. Thế mai con gái mẹ lại đi học nhớ chưa? Ừ. Đi học mới giỏi được. Cô giáo kia ngon lắm. Cô ngon lắm á? Ừ. Thế con ăn cơm đi. Đừng có lấy tay bóc con. Lấy đũa gắp đằng nào. Con thịt á. Ừ, con xé thịt á. Ừ. Cô giáo có bảo ngày mai đi học không? Có. Có. Mai lại đi học nhé. Em đâu mẹ mớ. Con đi học mẹ mới đi kiếm tiền được nhỉ. Ừ. Ăn đi con ăn đi. Mẹ đi kiếm tiền mẹ mua cái này con ngon lắm. Ừ, đi kiếm tiền mẹ mua thịt cho con nhớ. Mới đi nộp tiền cho con học ăn ở lớp chứ. Ừ. Mẹ ơi, mẹ đi bị ngon không? Vâng. Mẹ đi bị làm đúng không? Đợi con nhé. Vâng. Con đi học về con để ăn nhé. Vâng, con ăn đi. Mẹ đi mua thịt về mẹ làm đợi con nhé. Ừ. Lúc nào con về con ăn nhớ chưa? Ừ. Ăn cơm. Để chơi rồi mẹ. Vâng. Ngon không? Ừ. Mẹ ăn ngon ăn nữa. Ngon ăn nữa. Ừ. Thế mẹ giới cho cơm cho con chó con ăn. Ăn ngon chó nhá. Ừ. Con về mình đi ngủ đẹp mới nha. Thích không? Có. Thích lắm á. Mẹ mẹ ai lấy về cho mình đi nào. Chắc chú lấy về rồi. Chắc chú lấy về cho mình ngủ luôn. Vâng. Thôi được mẹ em đây. Chăn 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 luôn nhau. Vâng. Đấy mẹ con ra đây đeo dép đi chăn chó. Ừ. Không biết rồi. Ừ.
Để nhá, con cho em cháu ăn no đi nhá. Ừ. Con cho cháu cho mẹ nhá. Con đi nghỉ một lúc con nha. Con ngồi ăn cẩn thận không? Ăn đi thế này ăn ngon. Làm như thế này ăn ngon á. Để mẹ yêu một tí nào. Gái mẹ đi học về giỏi quá. Con gái được 2 điểm. Con gái mới được 2 điểm? Ừ. Phải được 10 điểm chứ, 2 điểm xấu lắm. 2 cha. 2 điểm xấu lắm, lần sau lấy 10 điểm con nhé. 2 điểm. 10 điểm. 10 điểm, mẹ. Vâng, xong lau vào đây đi. Để lau. Đấy. Cắt đi xong đi ngủ ra nhỉ. Tí dạy ăn tiếp nhé. Mẹ ơi, con ăn một miếng này nhá. Vâng. Tí nữa dạy con ăn tiếp nhá. Ừ. Con cầm không có buộc á. Vâng, bên đây mẹ lau lau mồm ra. Cái này. Vâng. Con đi học về con phải cất cặp cẩn thận vào chứ. Mẹ cất bánh ở đây cho con nhá. Con đi học về mệt lắm á. Yêu quá. Đi học về ngoan hơn rồi. Các bạn có yêu con không? Các bạn có chơi với con không? Con chơi mổ con đấu đi. Con thích em đấu này. Ngày mai lại đi học tiếp nhá. Nhớ chưa? Con quá. Con có thích đẹp này không? Đẹp này ngủ sướng lắm con ạ. Đẹp này ngủ sướng rồi con. Bây giờ mình có tệ mà không phải lạnh nữa nha. Không phải có ba chữ nữa nha. Bà với chữ nữa nha. Con không được lấy tay sỏ vào đây. Ngủ ngon. Tôi chúc con ngủ ngon. Mẹ ngủ ngon. Vâng, ngủ xong mai đi học nha. Yeah.
Đúng rồi. Cái gì?